vướng cái mái che ra được á. Mà hay quá. Đù má nó nặng. Để em tôi giúp cho. Rồi đỡ hơn rồi đó. Nó dính cái bên á. Nó dính cái bên rồi. À nó dính cái kiếm. Ông nâng lên lại đi. Dính cái kiếm kìa. Dính cái kiếm nâng lên lại đi. Rồi. Cái xe đẹp ghê ta. Nó như nào? Được chưa? Anh lấy tiền của anh hả? Tiền bây giờ cái ký nó ra ngoài rồi. Nó không tiền đưa đó. Hả? Bà bảo về được kìa. Hả? Bảo về được kìa. Làm video luôn. Làm nhá, đồ mới về mà, xe mới về mà làm video chứ. Má còn đẹp ghê không? Ta lốp này vừa chà đẹp thiệt, công nhận là đẹp. RS33 mà nó nặng mà coi mà con bà con ghiền. Làm gì? Mới làm kênh đây chứ mấy người. Làm gì? Hỏi em cậu xuống này nha nhanh. Hồi giờ bên em cần cậu xuống vậy.
phải hàng về nghe các bác nha. Bên em xe về liên tục. Chút nữa em quay tiếp cho các bác coi. Chúc cho các bác coi cảnh bên em xe về như nào. Rất nhiều nha, bên em xe về gần hàng ngày, ngày nào cũng có xe về hết á. Supra F19. Yamaha RS 33 là hai chiếc về với một loạt máy xới. Rất là nhiều nha. Chiếc Yamaha RS 33 nhưng rất đẹp nha. Phải chê luôn. Chuẩn bị các bác sẽ được video coi nữa đâu. Hai chiếc này giờ bốc xuống. Xe thì cực kỳ đỉnh luôn. Đó, xuống xe. Các bác thấy cảnh xuống xe rồi đó. Rất bài bản. RS33. Nhìn cảnh máy mênh mông nhá. Hai con mới về luôn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.